Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức lễ khởi công khu tập thể máy ấm công đoàn giai đoạn 2 tại phường Núi Sam. Đến tham dự có ông Nguyễn Hữu Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc. Công trình khu tập thể máy ấm công đoàn do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế Kiến Phúc tư vấn, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ dạ, thi công và dự toán trên cơ sở nâng cấp cải tạo, sửa chữa lại trường tiểu học B Núi Sam điểm cũ đã xuống cấp thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2022, gồm 10 phòng phục vụ cho 23 đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn, ổn định nơi ở, an tâm công tác. Năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố được ban thường vụ Thành ủy Châu Đốc giao làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng giai đoạn 2 bao gồm 8 phòng với diện tích mỗi phòng ngàn 4m dài 8m, có các hạng mục như nâng nền phòng hiện trạng, nền nhà lát gạch, sơn tường trong ngoài, hệ thống cửa nhôm, lợp mái tôn, đóng trần và hệ thống điện nước với tổng kinh phí 1 tỷ 197 triệu đồng do Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam hỗ trợ, trong đó Hội Tương tế Người Hoa hỗ trợ 10 triệu đồng. Đây là công trình trọng điểm của Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc trong năm 2023 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Bác Tôn, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố Châu Đốc, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố khóa 13 và thiết thực lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội 11 Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028.